mùng 1 Tết team mình tập hợp lại nhà anh Vinh để chơi lô tô. Ủa chơi lô tô vậy up lên kênh nữa sao không? Mình chơi ăn bánh ăn kẹo chứ đâu phải theo kiểu đặt cược một ván mấy trăm ngàn một triệu đâu mà lo. Không phải chơi lô tô đâu mà còn chơi bầu cua cá cạp nữa. Ủa mấy anh có đem thêm nhiều tiền không vậy? Trời ơi Tết mà sao không đem tiền được em? Lại hỏi anh Vinh thôi. Chào các bạn đứa kênh Tony TV. Và mình chúc các bạn mùng 1 Tết nhận thật là nhiều tiền lì xì và có một năm mới an vui khỏe mạnh nha. Hôm nay mấy em tập hợp lại đây muốn chơi trò gì đầu năm đây hả? Rồi mấy em mua chưa? Em có mua sẵn lô tô cho anh nè. Chỉ chơi lô tô thôi hả? Còn chơi một cua nữa. Chơi ăn tiền được không anh Vinh? Vài ngàn thôi chứ mình lớn rồi ăn kẹo ăn bánh làm chi. Tết rồi ở đâu người ta cũng chơi ăn tiền hết á. Tự nhiên team mình chơi ăn kẹo vô duyên thiệt. Biết là vô duyên vậy đó, nhưng mà do mình làm clip mình đâu có thể nào làm những cái video mà chơi ăn tiền úp lên mạng được, bắt công rồi bị người ta vô người ta nói nữa. Trời ơi mấy thành phần trẻ trâu sân si vậy anh để làm chi? Vũ Thanh nói rất đúng, nhưng mà nói chung là cũng không muốn bị mang tiếng xấu, cho nên mà mình chơi ăn tiền thì mình chơi bên ngoài đi, còn mình quay phim đó thì mình vẫn quyết định là chơi ăn kẹo. Rồi team mình sẽ đi mua bánh tráng giò với kẹo Double Boy về để chơi bầu cua cá cạp với lô tô nha các bạn. Đó, quá nhiều luôn. Mua rất là nhiều luôn nha. Rồi móc tiền ra mua đi mấy anh chị ơi. Giờ đang mua kẹo đây, nè. Kẹo này nhiêu cục hả chị? Ngàn một cục nha các bạn. Đây tôi mua nè các bạn ơi. Đó, Tiểu Phương mua một bọc rồi nè. Giờ đi mua bánh chiên giò đi Tiểu Phương ơi. Qua đây nè. Để coi coi ba. Bánh chiên giò quê mình là những bịch vậy nha các bạn. Rồi lấy hết đó. Đi. Hay hay luôn. Mình mua kẹo về nè. Với bánh tráng nữa, tụi mình đã quy định là một bịch bánh tráng bằng hai bịch kẹo nha. Quá trời nhiều rồi. Anh đợi bọn em lâu chưa? Anh đã ngồi đây đợi em từ chiều. Mấy em mua bánh đầy đủ chưa? Rồi. Bố ba cục xí ngầu vô thao đi anh Vinh ơi. Hả? Ba cục xí ngầu có một chút xíu, lấy anh chị cái thao bự dữ vậy. Cái thao này mà bự gì anh Vinh? Dẹp cái thao đi, lấy cái thao nhỏ thôi. Hả? Cái thao nhỏ thiệt. Nhỏ mà, bỏ xí ngầu vô. Rồi đi. Ai đặt bao nhiêu đó, đặt trước đi rồi anh mới lắc. Em đặt cơm nè. Em đặt cơm nè. Lắc đi anh ơi. Tính ra đi. Tôi bộ hơi mệt à. Rồi thả bố lại lắc lên. Rồi giảm ra con. Dữ quá chị ơi. Tôm. Tôm. Có cô. Có tôm chứ có cua. Chung thôi, bầu nè không có. Ăn của con gà, ăn của con nai. Chung qua bên con cua 4 cục. Yeah. Còn bên con tôm là 8 cục đúng không? Trời ơi, dáng này lỗ hết 7 cục kẹo rồi các bạn ơi. Rồi đó, chung rồi đó nha. Yeah. Lấy 4 cục. Lấy 4 cục. Dáng thứ hai. Dáng thứ hai lắc tép nè. Rồi ai đặt bao nhiêu đặt vô luôn đây. Bên đặt 2 cục nè. Thở đặt cua. Đặt cua 2 cục luôn nè. Đặt cá 2 cục luôn. Đặt bào 2 cục. Cua đây. Trời ơi, giá này lỗ lúc nữa rồi. Lấy con tôm 2 cục chung qua cho con cá nè. Con cua 4 cục đúng không? Dạ. Chung 4 cục. Trời ơi, sao mà đặt bầu nhiều dữ vậy? 8 cục kẹo chung cho quả bầu 8 cục kẹo nè. Giá thứ ba này là giá cuối nha. Mình chuyển qua lô tô, chơi bộ cua này thua không à? Đặt vô đi, giá cuối. Đây chính là giá cuối cùng của bộ cua cá cập. Sau đó mình chuyển qua lô tô nha mọi người. Người lắc lên đi. 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 Vào to rồi. Hả? Ba con nai một lượt. Lắc sao hay dữ vậy trời. Vậy là có một mình chiến thắng mà mấy anh kia thua hết rồi. No. Game over. Gom kẹo về thôi. Dán cuối nè, anh Vinh vào to rồi. Hèn chi người ta nói cờ bạc là bát thằng bần. Chung cho em con nai đi, ba con nai là 6 cục đó. Rồi chung cho cưng nè. 2, 4, 6 cục kẹo nha. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang trò chơi Tết thứ hai. Lô tô. Chơi lô tô đi các bạn ơi. Chứ chơi bầu cua thua không à. Rồi đi lên chơi lô tô thôi. Bọn mình sẽ di dời vị trí từ ở đây lên nhà trên cây nha các bạn. Cho nó mát, ở đây nó nắng quá. Đó. Cái dáng lô tô này đặt ít nhất là 10 cục kẹo một lần chơi nha. Ngọc ơi đưa cái mâm gom kẹo lên nè. Đúng rồi.
Gom kẹo ra nè. Mỗi người là 10 cục nha. Mời cục của mình đó nè. Bỏ kẹo của mình vô. Bỏ kẹo của mình đó nè. Trong cái ván chơi này, ai thắng sẽ gom được 80 cục kẹo trong cái mâm này. Rồi, mấy đứa rút đi. Rút. Chơi lô tô mà phải đặt lửa số nữa. Thôi. Thấy không? Thôi thích màu đỏ mình sẽ chọn cái tấm này nha mọi người. Còn mấy tấm này thì mình úp lại. Thế là xong. Dạ. Ok, mình sẽ là người gọi số nha. Có ai thắc mắc gì không? Mày gì đây? Mày gì đây? Con đầu tiên con 27. Trời ơi, nè. Có nè. À, một con. Con tiếp theo con mấy gì đây? Mấy gì đây? Mấy gì đây? Bốc đại nha. Con 79. 79 79 mình có luôn nha. Thứ ba. 75. 2 cái còng là gì Phương? Chị biết cái đồ còng tay Phạm Nhân không? Nó giống số mấy? Số 8 đúng không? Đúng rồi, 2 cái còng là số 88 đó. Em có nè. Trời ơi, anh Vinh kia cứ gì mà sớm giờ không vô đựng con nữa. Chị xui quá à, nãy giờ em vô đựng con. Từ, cháu cũng sẽ nhờ. 4 chục. Con tiếp theo. Số 1. Con số 1 hả? Được hàng 1 luôn nè. Trời, anh Ngáo ở đây được hàng 3 rồi. Chứ sao? Để coi con số tiếp theo, con số mấy đây? 67. 67 hả? Em 1 hả? Kêu tiếp đi đi ngồi. Cái gì con phải từ chứ. Ủa, hồi nãy Ngáo để con số mấy? Dạ 48. Gà con 49. À, 49. 49 mình cũng không có luôn bạn ơi. Con tiếp theo nha. Con gì vậy? 80. Yeah. Kinh ơi. Ủa cái này mới hàng 1 mà kinh gì? Hả? Vậy mà tưởng đâu kinh hàng dọc được. Hiểu nhầm. Mày muốn kinh hàng dọc á thì vô gần chơi mình đi. Trời ơi đúng là thằng mắt ngáo. Kêu tiếp nha. Kêu tiếp đi. Hả? Mình đợi con 45. Kêu ra con 44. Ây da, anh Vinh xui dữ vậy. Tết nhất mà mặc cái áo màu đen. Thì gọi tiếp. Gọi đi anh. Dẫn đi xuống cuối cùng. Anh Vinh ơi. 84. Ây, trời ơi, vô hàng một. Thiệt là quê quá đi. Con tiếp theo, 52. Vô hàng 2. Em 55. Con 58. 58. Em kinh rồi. Cái gì mà nhanh dữ vậy? 29 có nè. 30. 58. 62. 83. Trời ơi, lúc đầu anh Vinh kia một đống số luôn. Vậy mà nó không vô. Cuối cùng con Dương là người chiến thắng. Hốt kẹo đi. Trời ơi, bởi vậy con Dương này nó hên. Trời ơi. Quá trời luôn, cuối cùng nó kinh. Đúng rồi. Thấy cưng giúp chị hốt kẹo cũng nhiệt tình nên chị bo cho con một cục kẹo nè. Cảm ơn chị Dương. Anh Vinh ơi, chơi thêm một ván lô tô nữa đi. 15 cục kẹo một lần chơi. Thích thì giúp. Bọn mình sẽ chơi thêm một ván cuối nữa nha. Anh Vinh ơi, em hết kẹo rồi, em đặt bánh tráng được không? Được. Như quy định lúc đầu, một bịch bánh tráng là bằng 2 cục kẹo. Đó. Để bánh tráng vô. Để kẹo vô. Rồi. Trời ơi, ra một mâm luôn. Quá nhiều. Ơi. Đây sẽ là ván lô tô cuối cùng nha các bạn. Con số đầu tiên 82. Con số tiếp theo 29. 29. Cái kêu mà cái còn không có nữa. Em cũng có nữa. Con thứ ba 74. Một con thứ tư số 10. Số 9. Số 8. Số 3. Có luôn. Trời ơi, được hàng 2 rồi. 52. Em đã có 62 nha. Cái gì mà hên dữ vậy? Đợi tới mốt đi cưng. Đợi
đợi kêu tiếp đi anh. Số mấy đi? Cưng mới nói là cưng đợi số mấy? Em đợi con 18 đó. À, nhỏ này mới nói số 18, ra số 18 luôn. Nhỏ này hên dữ rồi trời. Vậy là nó kinh rồi. À, nó kinh rồi luôn rồi. Nhỏ hên hên vậy. Hên quá à. Hên ghê luôn. Ừ, khoan, để mình coi cái á tiên này nó có đúng không cái đã. Dò cái nha. 88 nè. 88. 70. Có luôn. 57. Đây. 26. Có. 18. Rồi đủ rồi. Kinh luôn. Rồi chúc mừng Á Tiên nha. Á Tiên quá may mắn. Và cái dáng lô tô này đã khép lại cái video này luôn. Hẹn gặp các bạn những clip tiếp theo đi. Bye bye.